Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Thủy Sinh. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về độ pH, tầm quan trọng của pH trong hồ cá cảnh, tép cảnh nói riêng cũng như thủy sinh nói chung. Vậy, việc đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu xem độ pH là gì. Thì nói một cách dễ hiểu nhất, pH là chỉ số giúp chúng ta có thể xác định được tính axit hay kiềm có trong nước. Nước có độ pH bằng 7, tức là trung tính. Còn có giá trị pH nhỏ hơn 7 thì được coi là có tính axit. Còn nước có giá trị pH lớn hơn 7 thì được coi là có tính kiềm. Vậy độ pH có ảnh hưởng thế nào tới hồ, cá, tép cảnh hoặc là hồ thủy sinh? Độ pH ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển, sinh trưởng của cá, tép cũng như các loài cây thủy sinh. Thì pH trung bình thông thường từ mức ngưỡng 6.0 đến 7.5. Vì vậy, cần phải duy trì cái độ pH ổn định và phù hợp với từng loại cá, tép cũng như là các loại cây khác nhau. Trong trường hợp bể cá cảnh có độ pH thấp hơn 5.5, tức là độ axit trong bể nuôi cá cảnh cao. Khi nuôi trong điều kiện axit cao thì cá rất dễ bị sốc và có thể bị chết. Còn nếu trong trường hợp bể cá cảnh có độ pH lớn hơn 8.5, tức là độ kiềm trong bể nuôi cá cảnh cao, khi đó cá sẽ chậm lớn hơn bình thường, môi trường kiềm cao có thể gây hại cho cá. Vậy làm sao để chúng ta có thể kiểm soát được thông số pH trong hồ cá? Thì hiện nay có một số cách đo thông dụng. Thứ nhất là các bạn có thể xài giấy quỳ tím. Thứ hai là có thể xài dung dịch test pH. Và thứ ba là có thể xài bút đo pH. Thì về dung dịch test pH cũng như là giấy quỳ thì được bán rộng rãi ở các tiệm cá cảnh với đủ các loại giá khác nhau. Thì đối với cái dung dịch đo pH thì nếu các bạn dư giả thì mình khuyên các bạn có thể mua những cái dung dịch đo từ những cái thương hiệu có tiếng như là Sera hoặc là API. Còn không thì có thể mua các loại bình thường 10 đến 20 nghìn có bán nhiều ở những cái tiệm cá cảnh cũng được. Thì các bạn lưu ý một điều, những cái bộ test này luôn có thời hạn nhất định. Vì thế nếu quá hạn thì không nên tiếc, vì nếu xài thì thông số đo pH sẽ không được chuẩn xác. Vậy sau khi biết được thông số pH trong hồ cá, làm cách nào để có thể tăng hoặc giảm độ pH trong hồ cá? Thì độ pH trong hồ cá thủy sinh ảnh hưởng bởi rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là hồ có thể có nhiều gỗ lũa hoặc CO2 nhiều thì cũng là nguyên nhân làm giảm độ pH xuống đáng kể. Vì vậy, bạn nên kiểm tra độ pH trong hồ cá thủy sinh ít nhất 2 lần một tuần để có kết quả chính xác nhất. Vậy, cách tăng độ pH trong hồ cá như thế nào? Thì các bạn có thể sử dụng san hô, cho vào hộp lọc hoặc là cho thẳng vào hồ cá. Đó là cách mà những cái dân chơi cá cảnh hoặc thủy sinh hay dùng nhất. Hoặc là các bạn có thể thường xuyên thay nước 10-15% một ngày. Hoặc là cũng có thể sử dụng những cái dung dịch tăng pH có bán ở những cái tiệm cá cảnh. Còn về việc giảm độ pH trong hồ cá thì làm sao? Thì các bạn có thể tăng cái việc cung cấp thêm CO2 vào hồ cá cảnh, hoặc có thể thêm lũa hoặc là lá bàng vào. Hoặc cách cuối cùng là có thể sử dụng những cái dung dịch mà giảm pH. Và những cái điều lưu ý cuối cùng về pH trong hồ cá thủy sinh, thì pH trong hồ thủy sinh phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố như là phân nền, lượng CO2, lượng cây thủy sinh, vân vân. Không nên tăng hoặc giảm pH một cách đột ngột trong hồ cá thủy sinh, vì việc này sẽ có thể gây hại cho cá cảnh, tép cảnh hoặc là các loại cây. Và cuối cùng là hạn chế hoặc có thể là không nên dùng những cái dung dịch hóa chất làm tăng hoặc giảm pH trên thị trường, vì nó dễ khiến cho cá tép bị sốc cũng như tính ổn định của pH không bền. Hy vọng các bạn sẽ like, share và subscribe để có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất về kênh Kiến Thức Thủy Sinh.